Những năm gần đây, giống bưởi đỏ tiếng vua đã được hồi sinh ở làng Luận Văn, huyện Thọ Xương, tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh lớp vỏ ngoài đỏ rực đầy ấn tượng, thì bưởi còn được yêu thích bởi phần muối mọng nước với mùi thơm đặc trưng cùng với hương vị ngọt thanh chua nhẹ. Đặc biệt, các nghệ nhân đã tự tay vẽ lên vỏ bưởi những nét chữ thư pháp ánh vàng kim, tượng trưng cho một lời cầu chúc cho năm mới. Đi lựa chọn những cái quà Tết cho tặng cho bạn bè và người thân, và cũng là đi kiếm thêm một mâm ngũ quả để trưng bày cho gia đình. Thì là bưởi tiếng vua này em thấy là nó là thì rất là phù hợp để cho việc trưng bày ngày Tết, cũng như là mang tới một món quà thật là ý nghĩa đối với là mọi người xung quanh. Một cây bưởi cho đến lúc cho thu hoạch chỉ tuyển chọn được có 2 đến 3 cặp bưởi đẹp, cả về mẫu mã lẫn chất lượng. Vì vậy, hiện nay một cặp bưởi đỏ tiếng vua có giá dao động từ 800.000 cho đến 1 triệu đồng. Bưởi ban đầu có màu cam đỏ, khi trưng bày càng lâu thì vỏ bưởi sẽ chuyển sang màu đỏ tươi và hương thơm có thể lưu lại hơn 1 tháng.